sao? Cải thắng hứa sùng rồi. Hả? Đây. Cải thắng hứa qua bủ qua là bủ. Bố tài với lại Đức Nông đây lên. Có lẽ là Phú Tài sẽ vô địch thôi chứ anh chị các bạn. Có lẽ là vậy. Có lẽ là vậy. Ồ, hết nửa cái sườn luôn rồi. Đó, Phú Tài nó thắng rồi. Đó, lên rồi. Rồi, Phú Tài. Phú Tài vô địch thôi chứ anh chị các bạn ơi. Phú Tài vô địch rồi. Sau đây là những cái hình ảnh mà những người dân ở đây họ vừa xem đua thuyền xong đây cô chú anh chị các bạn. Thì mọi người di chuyển đi về nhà. Bây giờ là 4 giờ chiều hơn rồi, gần 4 rưỡi chiều cô chú anh chị các bạn. Thì mọi người di chuyển đi về nhà và Tisu sẽ đi bộ qua bên kia ở bên cầu giữa đó. Để mình qua quay cận cảnh những cái đội mà thi ngày hôm nay. Chia sẻ thêm cùng với cô chú anh chị các bạn trong cái video clip tổng hợp về giải đua thuyền mùng 2 Tết tại dòng sông Cà Ti. Mừng xuân Quý Mão năm 2023. À, dạ thưa chú Hải, hôm nay chú xem cái đua thuyền ở trên dòng sông Phan Thiết thì chú cảm thấy như thế nào ạ? Thì rõ ràng là với cái đua thuyền của thành phố Phan Thiết này thì mình đi rất là nhiều lần. Dạ. Năm rồi là mùa dịch thành ra không có đua. Dạ. Năm nay thì có cái đổi mới mà mình thấy là rất là hay. Dạ. Đó là trước khai mạc, dạ, các đội xếp hình Việt Nam. Dạ. Thì đây là một cái mối. Dạ. Dạ. Còn lại thì đúng là năm nào cũng vậy thôi. Dạ. Chúng cổ vũ rất là đông vui. Dạ. Và rất là quyết liệt. Dạ. Mặc dù là chỉ là các quyền trong thành phố Phan Thiết thôi. Dạ. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều ạ. Kính chúc sức khỏe ạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi. Ok. Vận viên học trưởng đoàn lên khu vực tham lễ. Đây là lễ trao thưởng với mặt giải. Mời tham dự lễ trao thưởng với mặt giải. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các ông Phan Nghĩa Hoàng Tâm, tỉnh ủy viên, chủ tịch ủy ban nhân thành phố Phan Thiết. Xin trân trọng giới thiệu các ông Nguyễn Văn Long, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức các hoạt động mừng đảng mừng xuân Quý Mão năm 2023. Xin trân trọng các ông giới thiệu ông Nguyễn Công Sơn, nguyên bí thư thành ủy thành phố Phan Thiết. Đây. Có các phóng viên trung ương, phóng viên trong tỉnh Bình Thuận đến dự buổi tin và sự có mặt của các trưởng đoàn, huấn luyện viên, các vận viên tham gia giải, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Nhóm ba huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Hùng, số 25 Hàm Tiến, Nguyễn Đế Ba, số 28 Lưu Long và Nguyễn Văn Sườn, số 39 Hồ Lâm. Xin mời ba huấn luyện viên Nguyễn Đế Ba, Hồ Lâm. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Công Sơn, nguyên bí thư thành ủy thành phố Phan Thiết lên trao giải cho các vận viên được giải. Hạng ba là xã Tân Thành. Mời đại diện ba đội chúng ta lên vòng như Hồ Văn Tiến giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Long, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chủ tịch tổ chức lên trao giải cho các đồng đội đạt giải. Hạng nhì Lê Minh Châu, số đội 1 Hương Lâm và hạng ba Trần Hồng Việt, xã Tân Thành. Xin mời ba vận viên. Chúng tôi xin kết lời hạng nhất Nguyễn Hiếu Phi, đơn vị Hương Lâm. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Nguyễn Hoàng Tâm, tỉnh ủy viên, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết lên trao giải cho các tác phẩm đạt giải cao. Xin trân trọng kính mời.
chúng mình đã được. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thế Dũng, trưởng phòng văn hóa và thông tin, tới đại biểu lãnh đạo giải trong phòng thi. Anh người Võ Ngọc Sứ, Tầng Văn Cấp, số 21, xã Tiến Thành. Và anh ba Lê Văn Quang, Lê Viên Tấm, số 22, xã Tiến Thành. Xin trân trọng kính mời các bạn khách, bạn viên, bạn giám cao ở một bên đời chúng. Hai đơn vị Phú Đức Vĩ và Phú Hoàng. Xin mời đại diện có hai đơn vị Phú Đức Vĩ và Phú Hoàng. Em ba, xin chúc mừng đơn vị Phú Quốc Tài, hạng nhì là Phú Đức Long và hạng nhất là Phú Long Đạo. Nên trao giải ký kết cho các đội. Phường Đức Long và hạng nhất xin chúc mừng đơn vị Phường Phú Tài. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Nghĩa Hàng Tam, tỉnh ủy viên, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lên trao giải. Cũng xin nhắc lại ở giải 1700 mét đồng hàng.
nhà mình nha. Đang xếp hàng. Đức Thắng ở vị trí số 1, mặc áo màu vàng. Mũi Né ở vị trí số 2, Mũi Né là màu đỏ. Đức Long là màu trắng. Bắt đầu chuẩn bị đua đó cả nhà mình. Ba thuyền của bảng A vòng loại đang đứng ở vạch xuất phát. Bà con nhân dân chúng ta vô. Bắt đầu rồi đó cả nhà mình ơi. 22 phút chờ đợi. Bắt đầu rồi đó. Bắt đầu chuẩn bị á. Bắt đầu chuẩn bị. Vô dầm lên cao rồi đó cả nhà mình. Đây vô dầm lên cao nè. Đèn nước lớn lên. Dạ. Nước đang lên. Sao ghê quá vậy? Đó, lên là sợ bé dẹ. Rồi, Đức Long đang lên cả nhà mình ơi. Khỏi xa luôn rồi. Ồ, xa cả một hơn một cái thuyền luôn. Cá lên cao rồi. À, bảng hai đang bắt đầu. Đội màu đỏ, màu xanh, màu xanh và màu cam. Chuẩn bị cố lên. Bảng B cả nhà mình gần như là gần như bằng nhau luôn á. Lên rồi, màu đỏ lên. Vô nè, dầm loại số 3. Anh là đạo giọt, anh là đạo giọt. Rồi, anh là đạo giọt. Giọt, giọt, anh là đạo giọt. Là đạo giọt, trời ơi, là đạo làm như tà bay chưa. Đẹp quá cả nhà mình ha. Là đạo giọt không? Mà hình như nãy giờ ai ở cái nhánh ngoài này cũng thắng hết nha. Là đạo đã chưa? Đạo gió rất là nhanh luôn. Chuẩn bị đua thúng cả nhà mình. Đua thúng bắt đầu cả nhà mình. Đua thúng bắt đầu. 500m bơi thúng. Ông kia ông lên ông nổ à, ông tụt vào, ông tụt vào. Tụt vào. Lên mau. Mau. Bơi nhanh lên. Nhanh lên. Có vũ đi bà con ơi. 2 3 nhanh lên. 2 3 nhanh lên. Ở tại Phan Thiết Bình Thuận nha, Phước Hòa Danh đang đua thuyền. Ờ, 2 3 lên rồi. 21 đang dẫn đầu. Ngược gió quá. Tấp vô đây. Ba dạ hả? Hai ba về nhất hả? Còn 22 mình. Uống mau ơi cho mạnh. 23 đó. 23 hồi nãy cố lên đó hả? Có nội dung 500m đồng hàng. Mới có Đức Long ra cả nhà mình. Chưa thấy
nó la rồi, nó la tài. Cô Tài đường đua số 1. Đây là 23 rồi. 23. Đây 23 là hai giờ sáng hai lâu. 23. Bây giờ đây đây bạn. Lên zoom sau nha, tại vì đua số nhiều nhà đều. Đường đua số 1 là Phú Tài. Trắng thì màu trắng. Lạc đạo áo màu trắng. Khu về đích. Mình đang coi đội nào sẽ giành chức vô địch 500m nha. Mọi người cổ vũ đi. Cổ vũ nhiệt tình. Cô bỏ cái tay xuống. Gần hơn nữa hả? Thôi bể hình á. Không gần được hơn nữa đâu. Nó bể hình nó không thấy à. Gần cho từng đội á. Điện thoại này à, quay zoom không có đẹp. Cả nhà mình cổ vũ đi. Lời ba là Phú Tài. Lời ba là Phú Tài. Cái nhà mình là đơn vị Đức Long. Lời nhì là Đức Long. Lời danh chức vô địch. Vô địch là Lạc Đạo. Đó, Lạc Đạo vô địch cả nhà mình ơi. Mừng xuân quý mão năm 2023. Đơn vị Lạc Đạo đã xuất sắc. Lạc Đạo đã xuất sắc danh chức vô địch nha cả nhà mình nha. Chúng ta nhìn lên. Ôi, giỡn tay của vũ đi. Uổng mang của da tay của vũ chân hả? Tụ mà nó lụm hai kia rồi nó cũng vừa đâu. Nó vô nó lụm đây, đây là chung kết giữa ba đội Phú Trinh, Phú Tài và Đức Long. Cố lên. Phú Trinh đang lên. Cái gì Phú Tài? Đức Long. Đức thắng gọi rồi. Phú Trinh màu áo cam. Các tay chiều cố lên. Tới sùng rồi. À. Đây. Tài Phú Tài với lại Đức Long đang lên. Có lẽ là Phú Tài sẽ vô địch cô chú anh chị các bạn. Có lẽ là vậy. Có lẽ là vậy. Ồ, hết nửa cái sườn luôn rồi. Đó, Phú Tài nó thắng rồi. Đó, lên rồi. Rồi, Phú Tài. Phú Tài thưa cô chú anh chị các bạn, sau khi xem giải đua thuyền ở trên dòng sông Cà Ti và được xem trao giải trong chương trình ngày hôm nay thì Tisu xin trân trọng cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. Kính chúc cô chú anh chị các bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Kính chúc quê mình chúc cho quê mình luôn được nhiều khách du lịch đến tham quan quê mình vào năm 2023 và nhiều năm sau nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau.